Bến phà Hiệp Bình Chánh nha. Đi đâu hết trơn à? Chị cá chê chả bá kìa các bạn thấy không? Chê chả bá. Nguyên bảy đây đi đâu rồi? À tại tôi đạp lên cây dừa đi rồi. Tôi đạp lên cây dừa đổng nó đi rồi. Hay là qua bển kiếm ăn rồi. Đi đâu rồi? Đúng rồi. Nè nó vô đây rồi. Chơi con lặn 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 lặn. Nó tiêu hết rồi. Nguyên bảy đi đâu rồi? Vô đây nè. Ồ. Kêu nguyên bảy kiếm ăn đây nè. Hình như tôi đạp lên cái dừa nó. Rồi nó quay lại kìa, nó quay lại kìa. Nguyên bảy à. Chơi gì nè, muốn câu cái một gì để xuống là dính, để xuống là dính, nó chơi quá trời cá chê luôn, thấy ham không? Này câu làm khô rồi quá trái một chét luôn. Mình khỏi mình đi đâu câu xa các bạn, nhóc cho nè, bầy này hơi bị nhiều á, bầy này nhiều lắm luôn nè. Con bự không, có con cả ký luôn. Còn lộn. Ở đây cũng một đống nữa nè. Quá trời luôn. Nhóc hết trơn, nhiều kinh khủng luôn.